tại thời điểm này cái chậu bắp này là 50.000 đồng một ký. Vú mà có năm nào mà nó bị lỗ mà? Có luôn hả? Năm gọi anh cho anh làm 50 mấy 60 triệu. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một trong những cái huyện đầu nguồn giáp ranh biên giới với lại Campuchia. Hôm nay Bùi Hồ đến đây một hàng năm á, thì khi mà nước lên á, khi mà con nước thượng nguồn đổ về thì đó là mang theo một lượng thủy hải sản rất là lớn, mang theo rất là nhiều cá tôm cũng như là lượng phù sa về cho đồng bằng sông Cửu Long. Và hôm nay thì mình có dịp cùng với lại anh Cát ở đây là người ngư dân chuyên đánh bắt cá vào những cái con nước lên như thế này. Và hôm nay thì sáng nay thì mình chạy lên đây thì anh đợi mình để hai anh em cùng đi để quay cho cô bác lại về cái cảnh miền Tây xưa cũng như là tái hiện lại những cái khung cảnh mà hiếm có được vào cái cảnh mùa nước. Nhưng mình nhớ rằng ngày xưa thì mỗi lần mà nước lên vào độ tháng 9 như thế này thì nhà ở miền Tây thì tất bật chuẩn bị cho cái con nước về. Nhưng mà hiện nay ở một số cái huyện như là Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Dung thì không còn nữa, hoặc là rất ít. Và hôm nay thì chỉ để chứng kiến được cái con nước về miền Tây thì mình chỉ có thể lên một trong những cái xã biên giới này. Sáng nay thì mình có mang theo một ổ bánh mì để mà cùng với anh đây để cho kịp á, để cùng với anh để có thể đi vào trong kia. Bây giờ hai anh em sẽ bắt đầu cái hành trình của mình đi đổ vớn. Anh đặt được bao nhiêu chiếc vớn anh Cát? Hai mấy lú à? Hai mấy lú hả? Những cái người mà ngư dân ở miền Tây á rất là thân thiện luôn. Mình đi đến đâu thì cũng mình làm quen và tiếng thì các anh sẽ đưa đi thôi. Và đây là một trong những cái cảnh mà đẹp nhất ở miền Tây nè. Sau hơn chỉ gần 10 phút thôi, anh Cát lái tốc độ chạy hiện nay cũng đã gần tới cái nơi của anh rồi, gần tới cái nơi anh đặt rồi. Bây giờ anh sẽ nhảy xuống rồi. Ngày xưa em nhớ mà nước lên như thế này mà ra đồng mà tắm nước này đã lắm anh Cát. Nước lên nó có 3 phút ngày nay không phải như lên quá dễ. Anh có thể cho khán giả bên em biết là hiện nay là con nước này so với con nước năm rồi thì sao anh Cát, về mức độ cá nó có nhiều hay ít hơn không? Ít hơn năm rồi. Ít hơn năm rồi ha.
Rồi giá cả sao anh? Rẻ hơn năm rồi luôn. Năm rồi thì giờ này là nó khoảng bao nhiêu đồng rồi, tiền một ký? 80. 80. Cái lưng nhỏ là 80. Năm nay thì chỉ có được có 50 thôi. Rồi mỗi một ngày như thế là anh thu nhập khoảng bao nhiêu ký cá, bán được nhiêu tiền hên cá ha? Tiền thôi bữa. Dạ. Bữa thì cái triệu, hơn triệu, bữa thì 500-300 không trời. Trừ mưa cứ như là thắt rồi. Còn trừ tiền xăng, tiền dầu thì sao? Xăng dầu ngày trăm mấy. Vậy còn ngày cũng được 300-400 ngàn. Mà mỗi con nước vậy là mình phải tốn bao mình phải đặt được bao lâu rồi mình đi chỗ khác ha? Đặt chỗ nào cô động thôi chứ. Là công mấy mỗi năm nào anh phải sửa lại những cái đú cái vớn này? Năm nay sửa cho 2 mấy triệu rồi. Bỏ vô 2 mấy triệu để sửa. Đó, thấy người dân không? Anh mê với con nước này hồi đó giờ luôn anh Cát. Làm này ngay mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Làm cảm thấy nó yêu thích ha. Yêu thiên này. Cái đam mê với nghề là nó lớn mà mình mới làm được, chứ nghề này em thấy đôi khi mình thăm ban đêm nó cũng cực ha. Biển trộm đổ rồi. Ồ, biển trộm nữa hả? Trời ơi. Mình đi đổ trễ là biển trộm hay sao anh? Ờ, đổ vớn mà cũng có đổ trộm nữa, cô bác của anh chị thấy nghề này cực dữ không? Nhưng mà vẫn có cá kìa. Con cá linh thì mình bảo quản nó đâu có lâu hay anh Cát? Trong ngày. Trong ngày thôi. Động mà nước không khéo là chừng 50 phút đã chết. Vậy hả? Ồ, vẫn nhiều cá. Cá kìa, thấy không? Vui quá. Nhưng mà người ta đổ trộm nhưng mà nó vẫn có hả anh? Tại cá trong bồn còn còn. Ồ, đây thấy không, có cua nè, cá leo kiến nè, cá leo kiến mình thả hả bắt? Ủa hả? Cá bự bự mình bắt đi. Ở dưới em người ta bán cá leo kiến luôn á. Cái này bán không ai mua đâu, nó nhiều lắm. Vậy hả? Người ta bán 7-8 ngàn ký đó anh. Ở trong đây thì sao một cái mẻ lưới của anh, mẻ vớn của anh thì có cá mè dinh nè, ốc nhiều ha anh ha, cua. Cua đồng luôn á. Có mình anh là làm cực. Hôm trước thì mình đi theo anh Trào á thì có 2 vợ chồng ảnh, còn này mình anh lựa luôn ha anh Cát. Đổ lựa luôn. Mai mốt. Không còn nó đẳng chút làm giải cái này ha. Dạ. Mai mốt cái anh kiếm theo người phụ nha. Đổ xuống hang ha anh. Cá bự mình bỏ nó cái nhỏ nữa đây. Dạ. Mình phân loại ra. Em là người dân miền Tây mà em còn thích cái cảnh này đó anh Cát. Mỗi lần ấy năm nào em cũng thích lên anh à. Có những ngày mưa gió thì sao anh? Mưa cũng đi đổ cá mình đâu có cử được. Mưa cũng đi đổ luôn ha. Ừ. Đổ con chậm đổ hết rồi. Ở đây cái mẻ này ít cá linh ha. Có khi nào mẻ cái lưới nào mà nó trúng đến 2-3 ký không mình cá? Ngày qua là đổ một cái rồi xong là gần đây. Ồ ghê vậy. Nay trời mưa. Mưa là cá linh nó không có không? Là cá linh này, là cá linh này lớn chưa? Lớn rồi. Lớn đó hả? Mấy ngày trước thì chắc cá linh nhỏ hơn. Ừ, nhỏ. Mỗi năm cá về ít là anh buồn dữ không? Ít lỗ. Cứ năm nào mình cũng bỏ ra mấy chục triệu vô từng ngày hết. Dạ.
xong ốc cái mình thả lại. Cái lô kiến này mình bỏ ra. Cái này bán được 50 ngàn tiếng à. Còn cá nhỏ này bán mắc hơn. Cái bự hồi nãy, cái bự thấy đây thì bán có 20 ngàn ký. Ồ ôi ơi, 20 ngàn bán rẻ chứ, dữ trời, giống như cho cá linh 1 ký nó nhiều lắm á. Còn cái cá nhỏ này bán có 7 ngàn ký. Là bán người ta làm mồi, người ta ủ mắm thôi hay sao anh? Bán cho cá lóc măng. Nói chung em cảm thấy là cái nghề nào nó cũng cực, nhưng mà mình được làm chủ mình thấy nó vui ha. Hết xong thì anh phải căng lại để cho ngày mai. Thường thì anh ít đổ giờ này lắm anh cá. Hả? Anh ít đổ giờ này lắm phải không? Ít lắm. Tại hôm nay phải đi lên rồi đổ một ngày làm cho nó thoải mái. Dạ. Như năm cậu làm một đêm nó lập chụp quá. Chứ đổ đêm không à. Hôm nay dịch bệnh rồi thành phố Bình Dương nó về rồi nó phá dữ lắm. Phát nghiệp như đây không. Thấy làm ở đây khỏe hơn là làm ở Bình Dương nhiều á. Bỏ là đổ hết luôn hết chén luôn. Trời ơi. Rồi lỡ mình gặp sao mình la anh đi không? La nữa đi. Ở đây đi đổ lần 7 8 thằng là gặp nó lần nãy chứ không có chứ. Trời ơi. Đi chậm đi có tổ chức luôn á. Vớn gọi là vớn tặc hả? Mấy chục cái gì anh đổ thì thường khoảng bao nhiêu tiếng hả anh cắt? Đổ 3 tiếng. Đó, đổ khoảng tầm 3 tiếng trở lên đó. 3 tiếng lao động trầm mình ở dưới nước như thế này nè. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Để có một thước phim mà cho cô bác với anh chị xem mà để mà nó chân thật nhất như thế này á, thì mình phải chạy xe từ sáng sớm để cho kịp anh Trào, sợ anh đợi. Ôi sợ kịp anh Cát chứ, sợ anh đợi là cái hai là phải anh phải đợi mình nữa. Nên các bạn đừng quên ủng hộ nha. Đây, cái mẻ này nhiều nè. Cái mẻ này nhiều hơn nãy anh. Cái đó bỏ luôn hả? Ôi sao ổn quá vậy. Đâu có đây, đâu có ăn đâu. Bắt lại mấy con bự, bắt lại cho em đi anh. Dạ. Ở với em là người ta kiếm cá, con cá bằng phần nửa con cá đó là ta ăn không ra. Cái này là cá linh luôn hả? Cái đó bỏ mình cái thằng trước nè. Cá linh hả? Ở dưới em là bán cá là 130.000 một kg. Đây bạn hàng 50, anh bán cũng 150-170.000 ký. Dạ. Mà cá này là nhúng giấm là hết sảy ha. Cá này nhúng giấm luôn. Nãy giờ là được ký chưa anh? Chưa đâu, ký nhiều lắm. Dạ yeah. Ốc này mà mấy người nuôi vịt là im lắm á. Ừ, nuôi vịt
ăn cá giết hoài giết ngán không anh anh cái ngán. Đổ sáng này thì sẽ bán vào lúc nó sẽ trễ hơn thanh. Giờ nào bán cũng được. Cái linh giờ nó hiếm. Giờ nào bán cũng được hết. Có mấy cá gô phi nhỏ là mình thả luôn hả? Cá gô phi nhỏ này mình bán có một. Dạ. Rồi bà Hà giờ nó đổ thừa dịch bệnh. Nó mua cá ghê ghê luôn chứ lỡ lên bờ nó bán lỡ nó mắc. Nó mua mà 50 bán 150 ngàn ký không? Giờ gấp 3 lần. Cứ nói dịch bệnh rồi không có ai đi chợ được á. Dạ. Nó mua mình mua rẻ. Dạ. Coi như mình bị ép giá. Năm rồi cá nhỏ này cũng 100 ngàn ký, 80 ngàn ký. Nhưng mà cái lượng mà bạn hàng của anh á là vòng vòng ở đây hay là từ các huyện khác luôn? Ở đây có thành phố về có. Thành phố về luôn hả? Xong. Vô nước chúng là thành phố về lấy cá nó hết. Đồ hàng đây mua đủ hết nổi. Ẩm chúng là cái đợt này với đợt này là nó lên khô của nó. Dạ. Giờ mưa gió này ít chạy rồi bạch hàng làm chồng địa phương lấy thôi. Dạ. Gọng dễ không? Trong ngày gọng dễ không anh? Vậy đó, cái nước vô hoài vậy đó, sống được. Dạ. Có nghĩa là mình phải chạy oxy cho nó. Nhiều thì chạy oxy. Cô bác của anh chị hay là các bạn xem qua clip ở trên màn hình đó thì như thế nào, nhưng mà mỗi khi mà Bùi Hồ về đây nghe cái con nước mà nó dập dờn vô cái dỗ vô cái mạn thuyền á, mạn xuồng á, nghe cái cảm giác nó miền Tây nó thiêng liêng làm sao đâu á. Anh theo chia sẻ của anh Cát thì vào tối đêm qua thì mưa nên lượng cá rất là ít. Lên đây mà tắm xong giờ chắc tắm đồng chắc đã lắm anh Cát. Đứa này không quen tắm nữa lắm, cứ xuống còn xong à. Dạ. Ất nó làm ruộng mà. À, theo chia sẻ của anh Cát thì lúc nãy mình hỏi anh thì anh đổ vô trong những sửa lại những cái giớn này nè là khoảng 20-30 triệu, mà một con nước anh phải giống như là đổ cái tiền của vô đây anh Cát, có nghĩa là đầu tư vô đây thì đánh đổi với lại cái con nước này coi năm nay là trúng trúng thì có lời, còn không trúng thì coi như quề vốn. Có năm nào mà nó bị lỗ không anh? Có luôn hả? Năm gọi anh cho anh làm 50-60 triệu tiền giới mà đặt không được luôn. Trời ơi. Lên nguyên chánh rồi đóng thuế lô rồi vô đặt đó. Dạ. Vô đặt rồi bỏ vốn luôn. Dạ. Tiền nó đâu cho vô đổ. Dạ. Rồi đóng thuế cho bên đó, rồi bên đó không cho mình vô đổ. Ừ. Rồi mình về. Dịch bệnh rồi bỏ vốn luôn. Rồi đóng bỏ vốn bên đó luôn. Bỏ luôn. Hôm nay anh với cha anh dọn ra cũng 60 triệu. 60 triệu tiền vốn. Trời ơi. Bỏ bà tổng cộng bên đó là bao nhiêu cái vốn anh? Cái đúng như vậy là 100 mấy 140. Rồi đường đăng này đường kia luôn là mua được cộng 60 triệu bỏ luôn. Trời ơi. Là dịch bệnh nó không cho mình qua hả? Việt Nam mình không cho qua. Dạ. Nó buôn bán thì nó cho mình mặn ở đó mà ngặt cái phòng Việt Nam mình sợ qua rồi lây bệnh nó đâu cho qua đâu. Dạ. Là những năm trước thì biên phòng Việt Nam đều cho qua làm hết. Cho qua làm hết. Làm ở bên đó thì thường bao lâu anh sẽ về? 2 tháng. Tháng này đi rồi nè. Dạ. Tới tháng 11 về. Năm nào lên chỗ làm thuận lợi thì 2 tháng mình về cũng kiếm 100 mấy 200 triệu. Dạ. Có năm rồi này bỏ vốn luôn. Là lỗ 50-60 triệu luôn. Lỗ 50-60 triệu. Kể đứt đêm đứt khuya đồ đủ thứ. Lúc đó anh đánh ở Tân Hồng là anh đánh ở tỉnh nào? Ở Campuchia. Tà Keo.
Nó giáp với Tân Hồng mình luôn hả? Nó giáp với Đồng Tháp mình chứ. Nó giáp với An Giang. À, nó giáp với Châu Phú, An Giang quá. Ừ, Châu Phú, An Giang. Trời ơi, chưa kể giông gió xuồng ghe nó chìm bỗng từng lúc. Ôi ơi. Đâu đêm mà sợ trời giông chìm xuồng ít đi lỗ này lỗ ngày luôn. Dạ. Đâu phải cũng đâu phải sướng đâu ha anh Cát. Trời ơi, nó khổ lắm chứ. Cái người mà bạn hàng á họ mới sướng thôi. Còn cái người mà làm ra con cá nó cực lắm. Gặp con cá thì ham gì đó ha. Cá thì mình làm này hà bạc này chứ không có làm giàu nổi. Tiền cũ đổ tiền mới suốt rồi. Phải trong cái nghề nghiệp thì phải làm thôi. Nghe anh cãi mà buồn ghê á. Nếu như mà có cái nghề nào khác nữa anh đổi nghề khác làm không? Hay là tại cái nghề mình nó gắn với này rồi? Gắn với này lâu năm rồi. Ngay nó mặn cái này nó cũng nhiều trường hợp có lắm. Chứ thác nước cứ làm gì làm chứ thác nước cũng gì làm nghề cá này nữa. Dạ. Mình thích làm với nó hả? Thích làm. Ngày xưa anh sống trên biển hồ mà. Ồ, anh sống biển hồ Campuchia hả? Ừ. Ở đó giờ là cái người sông nước không? Giờ anh đi qua đó dễ không? Bây giờ đi cũng dễ. Quê nội là tại biển hồ luôn mà. Ồ, vậy hả? Hôm nào mấy anh em mình hết dịch, mấy anh em mình được xuất cảnh, mấy anh em mình đi qua đó chơi được không? Được. Cái con lọ này thẳng lên An Giang luôn nè. Có dịp nào hết dịch thì về anh tiếp bo anh còn thời gian tới 6 bữa nặng rồi. À, bên đó là cần phải có bắt bo rồi hết ha. Đây lên thành phố An Giang xe chạy khoảng 3 tiếng rưỡi tới. 3 tiếng 1 tiếng rưỡi tới thành phố An Giang. Mà người ta nói Nam Giang đi dễ khó về là sao anh Cát? Đó anh không biết nữa, đó là cái cầu dè của người xưa thôi chứ. Anh thấy đi thì cũng bình thường thôi. bây giờ là cái vấn thứ mấy rồi anh? Thứ tư rồi. Cái vấn thứ tư rồi đó hả? Mai nước còn có nước chảy qua đặc ít. Dạ. Còn cái nhà nhóc cho nó không? Dạ. Một cái vớn vậy là mình đặt lâu không anh Cát? Có nghĩa là tốn thời gian đó mình giờ di chuyển rồi đó, mình đặt lâu không? Mình nên làm nguyên ngày mới còn đường này. Trời. Nó được vớn bốc cái đúng này nè. Vậy đó. Là nguyên ngày mới rồi. Nguyên ngày mới rồi. Lát thì vậy nào cũng về nhà với anh đỡ mới cua gì nữa nha. Dạ, em cảm ơn. Điện có gì đâu cá con rồi. Có linh sợ gì tới nhà xin hết. Dạ. Để em giới thiệu bạn hàng nào giờ dưới có ai cần giới thiệu lên đây. Người ta cần người ta giá cao hơn đi xíu á. Cao hơn anh bán cũng không được. Tại vì mà ăn mình mới mang rồi đó giờ. Dạ. Mình mang cái gì cũng có giữ uy tín hết. Dạ. Ồ, cái mẻ này nhiều nè. Nhiều hơn nãy ha. Con cá này bự nè. Ha. Ừ, cái bự bốn như đó luôn. Cái khoang nước của anh Cát là khoang đục nên thành nước, cái nước nó có thể ra vô được. Ra vô thôi, tự nhiên rồi. Tự nhiên. Cá nó mới có thể sống được cho đến lúc mình đi cân luôn. Anh nói 40 mấy cái vớn như thế đó, là có nghĩa là anh dở khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Cát ơi, đây có một cái chú Ken Vương Trần ở Mỹ gửi cho em cái đèn
gửi cho em một cái những cái phụ kiện đèn á. Hôm nay em gửi cho anh con đèn này ở Mỹ, anh mở ra anh xem thử đi để hướng dẫn sử dụng luôn. Đèn này anh đi buổi tối á, anh đi thăm cá được. Để xuống đi anh, coi chừng rớt. Ôi, đó, này không? Đèn này sạc điện thoại được nha. Rồi. Để anh mở ra đi, để anh hướng dẫn sử dụng cho. Này xài năng lượng mặt trời. Đó, anh gạch cái này lên nè. Là nó sáng nè. Đó, dành mạnh lên. Đó, một, thấy không? Đó, úp lại thì tối. À, cái nút ở dưới này nữa nè. Nút ở dưới này nữa nè. Đó. Đó, này anh gắn cái quai vô đây. Cái quai này gắn vô đây nè. Không, quai này gắn đây nè. Này nè, sáng anh ăn cái gì chưa? Cái rồi. À, cái đó cầm tay á. Còn cái này máng lên ha. Chú cái này Ken Vinh Trần ở Mỹ gửi cho em đấy. Còn này là sạc điện thoại nha. Này là sạc điện thoại nè. Anh gỡ này ra là điện thoại anh hết. Anh sạc vô đây được nè. Rồi.